Đây, hôm nay là em thanh lý cho bác là một cái con này. Đó, bé này là nói chung là nó cũng không có bị sức mẻ hay là âm thanh bị gì hết, tất cả đều ổn nè. Âm thanh xoay 360 độ cho các bác nè. Đây là lo tháp, nhưng mà tại do đây là hàng trưng bày, nó còn mới 90% nên là em thanh lý lại cho các bác. Đây, trên thân bo mạch cực kỳ hiện đại cho các bác, được mạ vàng 9 số 4 nè. Đó, micro và nhạc nè sẽ chia ra hai đường lai khác nhau. Trên micro thì các bác sẽ chỉnh được âm lượng nè, bass, chép, echo, reverb. Còn ở dưới nhạc là các bác sẽ chỉnh được là bass, chép. Và đặc biệt là trên cái con Agnos CS500 này là các bác có thể nghe tăng bass lên. Đây, nó có một nút tăng bass. Bây giờ là em sẽ khởi động nó lên cho các bác xem nè. Đó. Đấy, đây là hàng trưng bày nha các bác, mới 90% em thanh lý cho các bác luôn, một con duy nhất, búng một con duy nhất. Ngoài sau lưng hỗ trợ cho các bác là có cổng 3.5, cắm qua TV được nè, cắm qua máy tính được và có jack 6 ly chơi được guitar luôn nha các bác. Có cổng optical luôn nè. Đó, có cổng optical là cực kỳ xịn luôn nha. Đó, mình để đây. Đó, bây giờ là mình sẽ kết nối Bluetooth. Ngoài ra là lo vẫn có đi kèm cho các bác là có hai micro. Đây, đó, là lo sẽ có đi kèm cho các bác là có dây nguồn là sẽ có hai micro luôn. Đây, hai micro. Đó, hôm nay là sale hay là thanh lý cho các bác luôn. Đó, sale cho các bác nửa giá luôn. Đó, thanh lý nửa giá cho các bác một con duy nhất nha. Đó, mới thì tầm 90%, đây là hàng trưng bày thôi. Ngoài ra không sức mẻ gì hết. Đó, lo vẫn nghe bình thường. Đây, cho các bác nghe thử tiếng mic nè. Đây, tiếng mic cực sáng luôn. Đó. Đó, tiếng mic sáng nghe chưa? Lê 6 1 2. Tiếng mic nghe cực kỳ sáng luôn. Đây là mic của Agnos nha các bác. Lê 1 2. Đó. Đây mùa đông mà xinh ơi. Đó, đây cho các bác nghe thử một chút nhạc sàn luôn. Đó, cho các bác nghe thử nhạc sàn nè. Kết nối Bluetooth rồi cho các bác nghe thử nhạc sàn nè. Đó. Đã, hôm nay là thanh lý cho các bác nghe một con duy nhất, chỉ có một con duy nhất, một con duy nhất. Đây, lên nhà cho các bác nghe thử luôn nè. Đây. Đó. Nghe được 360 độ luôn mà thanh lý cho các bác còn bao nhiêu? Từ 7,5 củ thanh lý sao cho các bác xuống còn nửa giá. Đó, bác nào muốn thắc mắc về con CS500 này bình luận xuống dưới cho Gấu nha. Một con duy nhất, một con duy nhất cho các bác.